Em lại chơi rồi. Ê, ông già kinh không anh em? Quá khổng lồ, đấm cực khét anh em à. Rồi bị căng đó nha. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Fairy Tail The Great Journey. Và ok, hôm nay anh em ta sẽ cùng nhau nạp thử game nhé anh em. Hiện tại bây giờ mình đang xác nhận ví Momo. Đây, thì khi mà anh em bấm vô ví Momo sẽ kêu anh em liên kết, và anh em liên kết bằng cách anh em đăng nhập vô thôi. Nó sẽ gửi qua cho anh em một cái mã. Đó. Rồi, ok. Thì ở đây anh em ta sẽ phải nhập cái mã bưu điện vô. Anh em cứ nhập đại đi. 98.000 để xem sao anh em, 69 game min lưu lại. Rồi, ok. Thì ở đây khi mà nạp Momo mục này chưa có ở quốc gia của bạn hả? Vậy là cái game này nó không cho thành thanh toán bằng ví Momo được anh em. Thêm thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Vậy là cái này thì anh em chỉ có thể là nạp bằng cách là sử dụng cái iOS anh em. Để mình tìm cách mình xem thử là có cái cách nào để có thể là nạp được bằng cái này không nha anh em. Vậy là bây giờ anh em chỉ có thể là sử dụng thẻ Visa thôi anh em. Thẻ Visa để anh em có thể là nạp được thôi anh em à. Đây, hơi khó nha anh em, hơi khó cho mấy anh em sử dụng chơi game này mà không có thẻ Visa ha. Đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để có thể nạp được bằng thẻ Visa nha. Rồi, ok, hiện tại bây giờ mình đang ở trong game nhưng mà mình đang ở trên điện thoại anh em. Thì đối với những anh em mà sử dụng điện thoại thì nó dễ rồi. Sử dụng iOS thì nó dễ, anh em có thể nạp trực tiếp bằng cách là sử dụng cái mua bằng Apple anh em, mua bằng Apple nhưng mà với điều kiện là anh em phải liên kết thẻ nha. Đó, thì nó đã thông báo mình đã nạp thành công anh em. Đó, nó cộng vô cho mình thấy anh em. Đây, nó cộng vô cho mình thêm 45 nữa. 22k anh em à, 22k thì mình mới nhận được 45 gì Rorie gì đó anh em. Đây là cái gọi là cái tiền tệ ở trong cái game này. Đó. Thì cái này thì anh em phải có cái thẻ Visa anh em à, có thẻ Visa. Đó, bằng cái game Fairytale ở trong Android cũng vậy anh em, nó còn phải có thẻ Visa mới có thể mua được. Ủa sao cái này nó không cho mình thanh toán bằng Momo ta? Nhớ là những cái game mình chơi bên nước ngoài mình vẫn có thể thanh toán bằng Momo được mà anh em không hiểu sao, để có gì mình sẽ tìm hiểu sau nha. Còn bây giờ anh em ta sẽ chuyển qua bên gia lập thôi. Là mình nãy giờ mình cũng tốt thời gian để mà liên kết cái ví Momo vô. Đây. Ôi, đen dưới người ta nó không cho mình nạp bằng Momo luôn anh em à. Chắc có thể là do bên Hàn Quốc nó không, cái game này nó không có chấp nhận ví Momo hay sao anh em. Chứ thường là những cái game khác mình cũng có thể thanh toán bằng Momo được mà anh em. Rồi, ok, thôi tiếp tục nha anh em. Thì hôm nay thì mình cũng đã lên được level 67 rồi anh em à. 67 à, quên. Bây giờ mình sẽ đột phá con Luffy, con Natsu cho anh em xem. Hiện tại bây giờ Natsu của mình đã có thể là lên được bậc SG anh em à. Đây, thì anh em sẽ vô trong con Natsu và anh em chọn vô đây. Để mà đột phá lên thành SG nha anh em. Đó. Hiện tại bây giờ con Aza của mình hiện tại bây giờ đang là lên được cái bậc 3/4 anh em à. Còn một bậc nữa thôi là anh em chúng ta có thể là up em lên thành SG cộng nha anh em. SG cộng, không biết là Natsu khi mà lên được SG thì nó có thể là lên được tiếp SG cộng hay không. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng nhau thử xem sao. Vẫn là main chính anh em à. Đây. Em nó có class SG luôn thì phải anh em, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có, chỉ có con này thì chắc mình sẽ đột phá từ từ thôi. Đây, lấy mảnh Kina đi. Múc luôn. Đây, mình mới chiêu mộ được ông già anh em à. Đó. Đăng nhập điểm danh gì đó được thêm như 50 mảnh gì đó anh em. Đó, múc ông già luôn. Mình sẽ sử dụng ông già. Và hiện tại thì bây giờ mình đang sử dụng con Wendy ở trong cái đội hình nha anh em. Mình không có sử dụng mấy con kia nữa mà sử dụng Wendy vô trong đội hình luôn. Thấy rất là nhiều anh em sử dụng Wendy thì mình bỏ bớt con ra, mình sẽ lấy con Wendy vô anh em. Để dễ nuôi hơn anh em, chứ nuôi SG cộng nhiều quá mình không có đủ food để mình up mấy con kia lên. Ôi, dễ vãi nè. Wow, lên được SG quá. Nãy mình quên xem được cái skin của con này khi mà nó lên như thế nào. À, có thể lên được SG cộng nha anh em, có thể lên được nha. Đây, bây giờ mình sẽ múc con này. Múc con này thì sẽ lên được một tầng anh em à. Ê da. Khi mà anh em lên đủ 4 tầng thì anh em mới có thể là úp được quả đấm vác chết luôn anh em à. Vậy là mình đã có được quả. Bây giờ mình sẽ dùng con gì để làm food đây anh em. Sử dụng con gì mới làm food? Hình như là mình có thể là sử dụng, không đủ. Mình cần phải sử dụng một cái con gì đó mà đủ mảnh thì mới có thể là làm food được anh em ơi. Đây, ví dụ như con này. Đó, lên luôn một bậc nữa. Cứ lên bậc như vậy thì anh em sẽ phải quýnh nó anh em, quýnh nó mới được. Ủa, không biết là nó có giữ nguyên sao cho mình hay không nha anh em.
mình không biết nha. Mình thấy có rất nhiều bạn chơi coi nè, đột phá nó lên để mà sử dụng con này, nhưng mà mình không biết là nó có mạnh hay không. Riêng mình là mình vẫn đam mê Natsu. Ồ, 3 trên 4 sao, vậy là nó vẫn giữ nguyên số sao của con tướng của mình này nè, mà nó vẫn giữ nguyên số sao nha. Hiện tại thì bây giờ là vẫn là 3 sao nhé anh em, vẫn là 3 sao nha. Bây giờ muốn lên nữa thì cần phải lên 4 sao anh em ơi. Ok, được thôi. Hồi nãy mình không nhớ lại con Natsu khi mà trước khi mình chuyển bạc là hình dạng nó như thế nào, hay là chỉ lên SG cộng thì nó mới có thể là thay đổi hình dạng được anh em. Đây, cho em lên 4 sao. Hiện tại bây giờ cái mảnh Natsu có thể là nói là cực kỳ dễ mua anh em, hơi bị dễ mua luôn á. Anh em có thể vô trong shop để có thể là mua được em đó, và em đã lên được bậc cam rồi anh em à. Wow, hiện tại giờ ông già này là đang là ở cái bậc cộng mấy với ta, cộng 5, cộng 5, Natsu là cộng 5 luôn đó. Hình như là mình lên được cái SSG là nó sẽ chuyển mình qua cái màu đỏ nè, một cái chữ màu đỏ. Ok, wow, 3 triệu mấy được chiến nha anh em, 3 triệu mấy nha. Để mình xem nữa, lên được 66 thì mình có thể đi được tiếp cái ải này anh em. Wow, ông già này mạnh vãi. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ này, mình sẽ quýnh cho anh em xem nha. Đây, cái thằng nữa mới đến, cái thằng boss, cái thằng boss mình sẽ quýnh cho anh em xem. Game này nói chung là cũng được anh em, đối với những anh em mà không có thời gian thì mình chọn bỏ qua luôn cho nó nhanh. Còn bây giờ mình sẽ quýnh cái thằng boss này cho anh em xem nè. Đó, đây là Steen. Đây, Aza, Aza nó cùi bắp vải anh em à. Sự kết hợp giữa Lucy và là Natsu. Game này chơi rồi. Ê, ông già kinh không anh em, quá khổng lồ, đấm cực khét anh em à, rồi bị căng đó nha. Đây bây giờ mình sẽ để hồi để x2 x3 con Natsu như đã chịu, nó xài skill cho ta. Nãy giờ mình quên để ý con Natsu có xài skill chưa đó anh em. Đây Steen, Steen tech tool này nó mới sử dụng skill này anh em. Không, hồi nãy như là mình không nhớ là có xài skill ngay tool đầu hay không, nhưng mà mỗi ông già ma, ông già hội trưởng là ông sử dụng cái skill ngay cái tool đầu tiên thôi anh em. Wow, ôi Aza, Aza sử dụng skill cực kỳ cùi bắp, cực kỳ cùi luôn em mà, chỉ có 52k thôi anh em ạ, chỉ có 52k thôi, hết hết mana rồi anh em ạ. Đây quên đi. Wow, út máu mấy con anh em ạ. Đây sự kết hợp giữa Gazen và Natsu. Ui, Wendy này MVP luôn mới ghê chứ anh em, xịn sò dữ ta. Chỉ là bút máu thôi mà. Ôi mình này mình không biết cái cách tính điểm của nó như thế nào anh em. Đây, lúc thì ông già, lúc thì Natsu, còn lúc thì con bé Wendy. Chả biết được một lần. Chắc mình sẽ đột phá cho Wendy lên luôn anh em, chứ Wendy này mảnh nó hơi bị nhiều anh em à. Nhưng mà mình đang để mình gom gom mấy cái nguyên liệu mình up cho Natsu thôi, cho nên là mình quên em luôn. Chắc mình sẽ đưa em thành lên thành SG luôn em à, lên thành SG luôn. Tại vì em nó như là mình có rất là nhiều mảnh luôn em, nhưng mà mình quên mất là mình có up sao hết cho em nó chưa thì mình không nhớ rõ lắm. Để xíu mình ra mình xem thử với anh em. Đây boss đây nè, để mình xem thử mấy con này quýnh boss như thế nào với anh em. Wow, một cái con robot khổng lồ. Đây, cái con robot này là ở cái chương nào mình quên mất rồi ta. Mình không nhớ là ở tập nào anh em, không nhớ lắm. Wow, ông hội trưởng này anh em, quá khổng lồ nè. Wow, mất tiêu luôn anh em à. Đây là nếu mà ở bên đảo Cổ Báo thì nó sẽ gọi là bị lỗi hình ảnh anh em à. Còn ở bên đây thì nó là chắc chắn là nó sẽ to khổng lồ như vậy anh em à. Nhưng mà to hơi quá nè, mình chả nhìn thấy được cái đầu của mặt mũi của ổng như thế nào luôn á. Để mình xem thử cái skill của con Natsu như thế nào. Đây mình sẽ tắt bớt cái X3 nha anh em, mình sẽ chọn X1 thôi. Aza. Wow, nhìn như là nữ thằng chiến tranh đó anh em. Như là gì, cái bộ áo giáp nè, chiến binh nữ thần chiến tranh thì phải, mình không nhớ chính xác. Ồ, bút máu được như là ba người luôn thì phải không. Đây là cái skill hỗ trợ anh em, skill hỗ trợ không biết là. Wow, đây, wow, quá ghê gớm, hết sảy không mà bảy anh em à. Đây là skill của Natsu, nhưng mà không biết là khi nó lên được cái tế bậc SSG thì nó sẽ chuyển qua cái hình dạng như thế nào. Ai à, để xíu mình vô trong cái phần tướng mình sẽ xem thử anh em.
anh em có thể là vô trong cái phần xem tướng để mà có thể là xem được nha. Nãy mình quên xem được cái chỉ số đam của Natsu đó anh em. Không bỏ qua được luôn anh em à, không bỏ qua được. À, hình như là 4 tuần mình sẽ bỏ qua được thì phải anh em. Nhưng mà giờ nó không cho mình bỏ qua nè anh em à. Ê, ông già lại quá khổng lồ. Ôi, cái con quỷ boss này nó trâu phải anh em. Đánh nãy giờ đánh cả đó mà chưa chết. Đây, bút máu như là được 3 con luôn em ơi. Mình đi bút máu phê vãi. Mình nghĩ là đưa em nó đi vượt ải là đi leo tháp là ngon lành củ hành nữa anh em. Nhức găng nhức nách liền. Sức kết hợp lên đến 40k đam. Ôi, cái da của mình thì... Ủa, sao đầy máu thì phải anh em. Hình như mình vừa mới được bút máu thì phải anh em à. Đây, bỏ qua được rồi nè. Trời ơi, nãy giờ đợi mãi xin vẫn là ngon nhớ anh em. Hiện tại cái ông già hội trưởng mặc đồ hơi bị cùi anh em, hơi bị cùi cho nên là chưa có phát huy được hết sức mạnh tối đa để mình kiếm thêm đồ đạc này kia cho ông mặc vô anh em, cho ông cứng cứng một xíu. Không biết cái này mình sẽ đi được chưa nữa. Ok, đi được anh em ơi, đi được luôn nha, đi được tới cái chương 43 rồi anh em à, đi tới cái chương 43 rồi. Khoan, anh em đợi xíu, mình vô mình sẽ up cho con Wendy lên nè. Ủa, con Wendy SG chứ, Wendy lên được SG nè anh em. Hiện tại bây giờ đang là 4 sao nha anh em. Nhưng mà chưa có cái bảo vật. Ủa, cái lỗ tai mèo này là của con Wendy hả? Anh em đợi xíu nha. Bây giờ đây mình xem thử có đột phá lên được hay không. Ồ, 40 mảnh Wendy. Wendy hôm bữa mình chiêu mộ được rất là nhiều á anh em. Được đấy 190 mấy mảnh Wendy luôn á, nhưng mà mình up em xong cái là cũng hết luôn rồi. Wow, bữa nay mình quên nhận luôn. Hết giờ luôn rồi anh em à. Không biết là được nhiêu vé chiêu mộ nó. Wow, có 14 vé chiêu mộ anh em. Đây, đi mình chiêu mộ được 10 lần rồi, để mình xem thử bên chiêu mộ trên bảng này sẽ chiêu mộ được cái gì không. Ôi, toàn là tướng xinh xinh lè xinh lét rồi nè. Và wow, Natsu được 4 mảnh Natsu anh em à. Katina thì phải đâu, Katina với lại con bé này như là Happy với lại con mèo con Wendy tên gì mình quên mất tiêu rồi anh em à. VV nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiêu mộ X10 thế sao. Biết đâu được mình sẽ được mớ được 2 con luôn anh em à. Được 2 con luôn. VV nè. Trời ơi, thằng mập này. Wow, con mèo của Gazian ở cái thằng này không biết là nó có mạnh hay không anh em. Nhưng mà thấy tỷ lệ ra em nó cũng rất là nhiều anh em. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp bây giờ anh em. À, đi phượt cái này đi. Để mình cho em nó chạy hết thịt gà ở đây anh em mà, chạy hết thịt cái đã. Không, cái này không phải thịt gà mà cái này là thịt gì đó anh em mà mình không biết thịt gì nữa. Nhưng mà ở trong mấy cái chuyện thì anh em nhìn thấy nó ăn thịt này rất là nhiều. Anh em đợi xíu nha, mình vô đây mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó anh em. 10 thịt nữa thôi. Tính ra game này cũng dễ chơi anh em. Wow, nhận được nè. Mình ghét nhất là vẽ mấy cái này anh em à. Hơi bị wow. Sao nhiều dữ vậy nè. Ây da. Ây da, mình không xuống đây được anh em. Xuống đây, lên đây, à đây. Xuống đây, à. Ôi, game dễ. Sau khi mà chơi rất là nhiều lần thì mình đã có kinh nghiệm rồi. Còn cái câu hỏi này, quỷ câu hỏi này mình không biết đường dịch anh em, cho nên là mình cứ chọn đại thôi anh em à. Câu hỏi lại là một cái câu hỏi nữa, mình sẽ chọn bên đây để làm sao. Ui, chọn bên đây thì nó ra bên kia. Lại là một câu hỏi nữa anh em à. Chọn đại dưới này xem sao. À, đúng luôn, đúng thì được 50 kim cương, mà sai thì được 10 kim cương anh em. Chứ không phải là được cái nịch. Cứ chọn đại thôi, biết là được. À, lại là một cái hình vẽ nữa anh em à. Trời ơi, hình này đã quá dễ rồi anh em. Cái này nó cho anh em mảnh nha anh em. Anh em được 10 mảnh thì anh em vô anh em ghép thành một cái vé chiêu mộ vàng nha anh em. Chứ anh em không có, chứ anh em không phải là nhận được trực tiếp là cái vé anh em. Hôm bữa mình tưởng là trời giải câu đố thôi mà được thẳng một đống vé là quá là ngon anh em. Trời ơi, bây giờ mình không có đồ để mình up steam lên nữa rồi anh em ơi. Không có mấy con tướng kia để mà up steam lên nữa biết đâu chứ anh em. Túi đồ nè. À, bao lì xì 380 tạ. Ôi, mình được 20.000 kim cương rồi anh em à. Wow, được một chiếc nhẫn. Có gì đó để ghép. À, cái quần. Cái này luôn. Ghép này luôn.
À, ghép cái này luôn anh em à. Ui, Hades này tốn mảnh vải này mà. Hades mà lại tốn mạnh hơn, hơn mảnh hơn cả ông già hội trưởng nữa. Ui, 100 trên 40 nữa. Ủa, 100 trên 40 sao nó không cho mình ghép ta? À, hình như là mình có tướng rồi, đúng rồi, mình có tướng rồi, nó đâu cho mình ghép anh em, quên mất tiêu. Mình có tướng rồi thì nó đâu có cho mình ghép tiếp được. Rồi, để mình giờ mình xem thử 5 trên 10. Để mình xem thử có cái nhiệm vụ gì để mình leo tháp thử xem sao nè. Hiện tại bây giờ thì để mình xem thử là mình đủ sức mà leo tiếp chưa. Này, này mấy con em gái nhìn nhìn ngán cơm vải anh em à. Nhìn hết muốn ăn phở luôn. Tiếp theo anh em đã lên được rồi anh em à. Lên được rồi người anh em ơi. Đây, Natsu. Có Natsu trong cái đội hình cái là ngon liền anh em à. Ngon lành củ hành liền. Leo tiếp luôn anh em ơi. 113 rồi, 114 rồi, 114 rồi anh em. Đây, nhảy lên 114 luôn. Lên 115 luôn anh em ơi. Không biết là lên nổi 120 chưa nữa. Game khá là dành cho nông dân anh em à. Nói thiệt chứ mình nạp đầu vô mình mua cái đó mà mình chả biết là nó ngon ở chỗ nào anh em. Thực sự mà nói là nó cùi bắp lắm anh em. Nạp vô cũng như học nạp với nó, cái game này muốn ngon anh em phải nạp được những cái móc cao cao một xíu, anh em được những cái phần thưởng xịn hơn rồi. Còn phải cái móc ở trên trên này nó cũng chả có gì ngon anh em à. Xong, hoàn thành được mấy cái nhiệm vụ nữa. Mốt luôn. Đây, không có nhiệm vụ, đây như là nó không có cho mình làm mới nhiệm vụ được thì phải anh em. Cho nên là mình chỉ có thể là làm mấy cái này thôi. Bên đây có một cái nhiệm vụ cấp S nè, nhưng mà nó ở đây nó yêu cầu mình làm gì á. Cái dưới hình như là đi cái chương 15 năm này phải anh em. Còn cái ở dưới nữa hình như là cái chương 35. Còn cái vừa cái ấy là 15 năm, còn cái này là hoàn thành nhiệm vụ thu thập các thành phần quý hiếm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ thu thập các thành phần quý hiếm là gì, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt thu thập các hoàn thành quý hiếm, mà mình không biết cái nhiệm vụ đó là cái nhiệm vụ gì luôn anh em à, chả hiểu. Còn cái nhiệm vụ còn bên đây là đền đền Goha gì anh em à, đền Goha gì đó mình không biết là cái đền Goha là cái đền gì, nhưng mà bây giờ mình đang nhớ nếu mà không làm thì mình đang có đủ đủ điểm để mà có thể là đi được cái này anh em. Xíu nữa mình rảnh thì mình sẽ vô mà xem thử có cái chỗ nào để mà tiêu Lorie gì không anh em. 20 điểm rồi anh em. Xúc luôn. 20 điểm rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở gương ra, được có 5 kim cương anh em. 25 nè. Mốt luôn. Hình như là bây giờ mình mở nó sẽ lên tới hẳn 26 thì phải anh em. Bây giờ tại vì mình mở cùng lúc cho nên nó sẽ giữ nguyên cái lép cho mình. Đây. Còn nếu mà mình không đủ sức thì mình sẽ cứ đi tới mình mở từ cái mình quýnh 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 nó sẽ lên được những cái lép tiếp theo nè. Đây, 20 ôi, lên thẳng 29 luôn em à. Ui, mình tưởng đâu nó sẽ giữ. Nhưng mà buồn lại cái thì mình mở đây nè em. Ví dụ như bây giờ mình mở 30 ha. 30 thì nó sẽ ra hẳn mấy con 30 luôn thì phải anh em, nếu mà mình không lầm nha. Đây, đúng rồi. Tại vì con 30 này mình chưa quýnh em, bây giờ mình quýnh xong nó sẽ lên hẳn 40, ủa 33 luôn em à. Wow. Ông hội trưởng MVP hoài luôn rồi anh em. Ở đây nó không có hiện cái chỉ số đam mình cho anh em xem, mình xem ha. Nó hình như là tổng. Nó hiện tổng thôi anh em à. Chứ nó không có cho anh em mình xem chi tiết anh em, không có cho mình xem anh em chúng ta xem chi tiết từng con đam như thế nào. Wow. Ủa. 10 kim cương anh em à. Nãy mình nhìn lộn mình tưởng là 100 kim cương chứ. 34 phải không anh em? Đó. Bây giờ mình không biết mình đủ thể lực à. Còn đủ có một lượt một anh em. 1 triệu 2 gần 1 triệu 3 đam rồi anh em. Vậy mà không lên nổi được cái thằng 120 của leo tháp nó mới ghê chứ anh em. Còn cái này bây giờ mình cũng chả biết quýnh như thế nào luôn anh em. Cái này thì mình không biết quýnh này. Bên đây hình như là boss đây, boss bang anh em. Để xíu mình sẽ múc sau đi. Còn bên đây thì đi tiếp. Hôm qua mình kẹt ở đây như vậy anh em. 1 triệu 4.
triệu mốt để mình thử xem có win được hay không anh em. Wow, Natsu nó căng luôn cái đội hình thứ hai anh em à. Đây để xíu mình rảnh mình leo tiếp, leo tháp trên trời anh em, tầng mây. Thôi bây giờ anh em ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ để xem nữa là có nhận được cái gì nè anh em. Không đủ, ôi cái này là cái skill mà anh em, như là bên đây là còn một thiếu một tí xíu siêu thôi là anh em chúng ta sẽ nhận được cái. Ở đây hiện tại bây giờ là cái lép rồi anh em, hiện tại bây giờ mình đang là 67 trên 68 anh em à. Còn cái này là cái gì trời, cống hiến hả, cống hiến làm sao để có thể là mở được một cái thằng bên dưới anh em. Mình chả biết anh em làm sao để có thể là mở được cái bên dưới nè anh em à, cái nhà bên dưới nè, không hiểu cho lắm. Bên nhiệm vụ bên đây là cái gì đây, 4 trên 5. Wow, mặc được cái quần vô nè anh em, mình không hiểu cái đó là cái gì nha anh em. Còn cái điểm này khi mà anh em up xong mình sẽ chuyển xuống những cái thằng bên dưới nha anh em. Đây nó có những cái thằng bên dưới nè, có những cái con tướng mình đã xuống tới cái thằng bên dưới rồi anh em không. Đó thằng 2 bây giờ chuyển xuống thằng 3 nè anh em. Riêng con Citin hình như là nhiều lắm anh em à, Citin mình đóng tiền đây, Citin mình đã xuống tới cái thằng này rồi anh em à. Wow, cái này là cái gì đây? Nó kêu mình sử dụng mảnh của cái con Steam đó để mà đột phá tiếp. Ủa, cái gì trời? Ủa, kỳ ta. Bên đây nè mà, bên đây. Trời, có năm cái huy hiệu để mà đột phá rồi thôi. Bèo nhèo dưới trời. Ôi, con Wendy, con Wendy anh em có thể là thay cái nhẫn xịn sò vô nè. Còn cái nhẫn kia bây giờ là không có con nào xài được anh em, không con nào xài được hết á. Hatsu nè, chắc mình sẽ phân gã với cái chiếc nhẫn nó ra, hoặc là mình sẽ để lại cho những cái con tướng khác sử dụng anh em. Full nè, full luôn. Còn cái này là cái gì đó mình không biết, cái số 3 là cái gì anh em. Ủa cái này đi đâu vậy ta, ôi mình không biết cái này là đi đâu anh em. Cái này hình như là quýnh bot thì phải anh em, đúng rồi, mình không lầm thì đợt này quýnh boss hiện tại giờ còn là 6 gần 7 tiếng thì như là boss nó mới xuất hiện anh em à. Nó giống như là đến như quýnh boss ở bên đảo kho báo hay đó anh em, hoặc là liên đấu hay gì đó anh em, mình không gành cho lắm nha, mình đoán đại thôi anh em, mình đoán đại như vậy thôi nha. Rồi ok xong, còn gì để mà làm ý không đây, hết rồi. Già này hiện tại bây giờ là không có đủ mảnh để mà thằng sao giống luôn thì phải anh em. Đây thiếu 5 mảnh anh em à. Giờ mà vô chiêu mộ đặc biệt. Đây chiêu mộ đặc biệt, chiêu mộ ông già nè anh em, múc 2.500 kim cương luôn đi, lỡ rồi chơi tới nóc luôn, biết đâu được mình chiêu mộ được ông già sao anh em. Mình vừa mới nhận được một cái huy hiệu gì nè anh em, trời ơi được có 3 ông thôi anh em à, đen vãi. Mình vừa mới hoàn thành một cái thành tựu gì đó anh em, mà mình không biết cái thành tựu thì bên đây giờ vãi anh em à. Để mình xem thử đây. Đây chiêu mộ cao đây mà, mình chiêu mộ đạt 500 lần thì mình sẽ nhận được 80 mảnh ông già luôn anh em ơi. Cái này thì nó có thời hạn là 18 ngày nữa mới kết thúc anh em, còn khá là dài luôn anh em à, hay bị dài luôn á, cho nên là cứ tèn tèn thoải mái thủng thẳng anh em, không cần phải vội. Mình mà được thêm 80 mảnh nữa mình sẽ úp ông già lên được mới sao anh em, mua luôn đi chứ bây giờ giờ nào mới đủ hoàn thành nhiệm vụ anh em. Múc luôn xem nữa là ra con gì đây, pep. Wow, 3 con anh em à, 3 con SG, trời ơi. Ô con này là tướng SG cộng anh em. Đây Katina, Julia, con gì đây, trời ơi con này là thằng gì này, tên gì ta, Brand tên gì mình quên mất tiêu anh em. Wow, Midnight này nó khá là ngầu anh em à, nhưng mà không biết là trong game nó có mạnh hay không thì mình không biết, cho nên là mình có sử dụng em đó. Mở kích hoạt Lunot thì phải anh em. Đây mình chả biết em nó có mạnh hay không cho nên là kệ luôn đi. Thêm gì ở đây, hình như là kích hoạt được cái gì đó thì phải anh em, thấy nó đỏ nè anh em, để chút xíu mình vô mình xem thử có cái gì đó có thể là up được hay không. Có mỗi cái này thôi anh em à, có mỗi cái này thôi, túi đồ mở luôn. Đây nhận được cái gì đây, Steam hay là con kia đi. Bây giờ mình sẽ nhận con gì bây giờ ta, lấy mảnh Steam đi anh em, 40 mảnh Steam đi,
Trời ơi, bây giờ không lẽ mình sử dụng Citin làm food luôn chứ? Như vậy thì uổng lắm anh em, như vậy thì uổng lắm. Thôi mình nghĩ là mình không nên đâu anh em, không nên đâu. Được quỷ này nữa. Chứ mình nghĩ là mình không nên. Đây mình xem thử hiện tại bây giờ có cái con nào gần đủ 40 mảnh chưa anh em. 21, 14, 12, 9, 8, 8. Trời ơi, xa lắm anh em à. 21, cái con này có khả năng anh em. Biết giữ mình đừng có up sao cho nó lên là được anh em à. Đừng up sao cho nó lên là bây giờ mình đủ khả năng rồi anh em. Cái dưới mình coi thử cái Natsu SSG xem thử nè. À đây, SSG anh em à. Đó, là được bắt SSG như là cũng giống hệt như là Natsu này thôi anh em. À, hình như là khác vậy. Đúng rồi, khác anh em ơi. Cái hình ảnh nó khác đi xíu ha. Ừ. Mình không biết là nó có khác hay không á, để mình biết. Chứ ở đây thì mình thấy nó hơi khác khác xíu nè. Wendy, Wendy đâu mất tiêu ta. Ui, Wendy hình như lên đây sẽ biến thành cái tóc màu hồng ấy nè. Còn con Aza lên được SSG sẽ quăng áo luôn em à. Chụp cái áo luôn. Rồi ok, thôi hôm ôi, con này là UG à. Hades là một cái con trước UG anh em mà, hèn chi là nó tốn tiền, tốn mảnh nhiều hơn để có thể là chiêu mộ được anh em, hèn chi. Vậy giờ đúng rồi anh em. Hèn chi mình thấy cái số lượng mảnh càng gần nhiều hơn anh em. Cái này là hoàn thành được cái nhiệm vụ gì nữa anh em à. Ok, thôi chắc mình sẽ kết thúc video này nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của cái tựa game Fairy Tail Direct. Sau này và anh em thích mình làm tiếp được cái tựa game này, đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về cái tựa game cho anh em cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.